Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay hai vợ chồng mình sẽ ăn món súp hoàng thánh nha mọi người. Rất là hấp dẫn. Và hôm nay xin mời các cô chú anh chị em cùng tham khảo cái món của mình nấu nha. Để xem có ngon hay không nha. Xin mời các cô chú anh chị em cùng ăn với mình nha. Cái nước súp vừa phải, ăn rất là ngon. Delicious. Gan bò ăn nó dai dai. Mình thích ăn gan bò. Món này ngon quá các bạn. Đây, khoai môn. Quá ngon. Trời lạnh mà làm một cái chén súp hoàng thánh này là ăn khỏi chê. Và đằng sau lưng tụi mình đây là bếp lửa hồng. Are you hot yet? Well, I'm getting warm. I turn on the air conditioning. Or open the door. Nói tụi mình quay phim là phải vậy á các bạn. Ăn ở mấy chỗ độc không á. Ngồi ngay cái bếp lửa ăn vậy á. Nó mới độc. Vậy mới có chuyện cho người ta coi chứ. Đúng không? Ngon á. Was your day at work? Oh, good. Did like 8 or 9 cars? And then? 8 nights and watch some TV. Changed battery out on the car. Fixed a switch on the mirror switch was pushed in on the dash, so I fixed that. Popped the door, the dash panel out, and popped it back into place. Yeah. You like this? It's all right. It's a beef liver. I like it. Sure to write this recipe down. Why? You like it? Good. I put the apple in it to make the juice have flavoring. That's why you see the soup tasty. And Sam mình thích món này. Liver is a little chewy, but sẽ mình nói là cái món cái gan bò nó hơi dai nhưng mà không sao, vẫn ăn được.
something, let me know. Okay. Okay, will that be potato? Mm-hmm. Mm-hmm. Taters are good. Mm-hmm. Oh, I'm too hot. Too hot now. Take off your shirt. Sắp cháy lưng rồi. Nóng quá nóng. Ok, đổi. How you feel now? I'm cold. I'm in a jacket. Các bạn biết không, hồi đó mình được các bạn ở trên Portland đó, gọi mình là nữ hoàng băng giá. Tại vì mình rất là lạnh lùng các bạn. Cho nên là cái khung cảnh này rất là thích hợp với mình. Mình bị thích cái lạnh của mùa đông. Tại vì có tuyết trắng xóa, nhìn nó rất là đẹp. Because I am the queen, ice queen. Ice cream? Ice cream? No. Ice queen. Elsa? Elsa. 2.0. I like cold. I like to see the snow. I like 72. Jingle Bells by Love to Sing, short, playing on YouTube Music. Vừa được ngắm cảnh đẹp đó. Bão tố bão bùng gì không cần biết, chỉ cần biết mình ngồi đây mình đóng phim cho các bạn coi. Trời tuyết mà ai không thích ngắm nhìn cái cảnh này đúng không? Tại vì mình có bỏ một cái táo vô trong cái nước súp á. Khi mà mình bỏ táo vô cái nước súp á, tự nhiên cái nước súp nó ngọt lên các bạn. Mình khỏi cần bỏ đường, nó ngọt lên rồi. Mình nêm nếm thêm chút muối, chút nước mắm, bột nêm, hết. Vậy đó thôi á. Vậy mà nó cũng làm ra cái chén hoàng thánh thật là ngon. Rồi, video đến đây là kết thúc. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu như các bạn thích cái video này, xin vui lòng hãy để lại những lời bình luận ở bên dưới và hãy cho mình một like, một đăng ký và bấm chuông để luôn luôn theo dõi những video hấp dẫn mới ra nha. Rồi, Mali xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.
Cheers. Yo. All right. So, ciao. Game on for watching. Like and subscribe. Smash that like button. Boom, 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 boom. Yeah. Thumbs up. Peace out. On to you.